Xin chào cả nhà, hôm nay mình làm khô nha cả nhà. Mình cũng làm lần đầu tiên thôi nha, mình chưa bao giờ thử luôn đó. Thì hôm nay cá nó rẻ cả nhà ơi, có 3 đồng rưỡi một ký thôi, 3 đồng 48. Cá này là cá nục bông á cả nhà. Đó, cho nên là sáng mình đi làm mình mượn ông xã nhà đi chợ mua nè. Vậy giờ mình sẽ chuẩn bị mình mần làm khô đây. Thì đây mỗi bịch gì là một ký nha cả nhà. Hai bịch. Ảnh mua cho mình 3 bịch. 3 bịch ha, 3 bịch 3 ký. Rồi cái này thì cũng là rẻ luôn. Cá này mình không biết kêu cái gì để mình cho cả nhà coi, nhưng mà mình không biết tên tiếng Việt là cái gì nha. Cũng 3 đồng rưỡi một ký. Xong cái bịch ở ngoài đó 1 ký 2 là 4 con ha. Vậy là một con 300 gram ha cả nhà. Đó, vậy là một con nó 300 gram. Rồi bên đây thì là cá nục. Để mình mở cá nục ra luôn cho nha. Chà, cá nục nó bự quá trời luôn cả nhà ơi. 3 ký mỗi một bịch, có 2 con nè. Đây 1, 2, 3, 4, có 6 con rồi cả nhà. 3 kg mà 6 con, một con 500 gram đó cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ mần cá cả nhà ơi, rồi mình sẽ làm khô. Tại vì nó rẻ mà cá to nữa ngon ha. Cá này nướng hấp đồ cũng ngon lắm, chắc phải mình phải đi mua thêm. Rồi mình làm thử hôm nay với cái mẻ này, nếu mà ngon mình sẽ làm nữa cả nhà. Đây mình thử khô. Rồi cả nhà ơi, sau khi mà nhặt lộn với 4 ký cá nãy giờ xong thì mình lóc phi lê ra như vậy nha cả nhà. Đây, mình cho cả nhà coi. Là con cá nó tới 500 gram nè. Trời ơi, thịt nó rất là ngon nè, tươi cả nhà. Đây ha, mình lấy phi lê như vậy. Mỗi một con mình lấy được 2 miếng. Đó. Rồi cái con cá kia thì nó như vậy, thịt nó như vậy nè cả nhà, mình không biết kêu cái gì ha. Đó. Đây, thịt nó như vậy. Này, con cá kia mà 1 ký 2 đó, là cái này nó như vậy. Trên chỗ này của nó có cái lằn dãy rất là cứng cả nhà, cho nên là mình lóc mỡ nè. Đó, rồi mình mang sạch sẽ xong ha. Bây giờ mình sẽ để đây cho nó ráo nước, rồi bắt đầu mình mới ướp. Chút xíu quay trở lại nha cả nhà. Rồi cá mình mần mình để nó ráo rồi cả nhà, ráo từ sớm giờ cũng lâu rồi ha. Đó, đây cá mà bây giờ gia vị để mình chuẩn bị mình ướp thì ở đây mình có sả nha cả nhà, sả với tỏi với ớt mình mới xay xong ha, xay trong cái máy. Đây là có nước mắm, rồi đây là bột ngọt, trong cái đó đường, cái này bột ngọt, rồi cái này là gừng, rồi cái này là muối, nhà tiêu, đây là bột tỏi, và cái này là ớt bột. Ớt bột mình cho mỗi thứ 1 muỗng, 1 muỗng cái ở trên là không cay, còn cái dưới là cay cả nhà. Đó, nó có 2 loại, loại cay loại không cay. Dạ đây mọi thứ mình cũng cho 2 muỗng hết nha cả nhà. Tiêu thì là 1 muỗng thôi. Muối cũng 2 muỗng ha. Đây có gừng. Gừng bữa nay mình không có xài gừng tươi, mình xài gừng gừng bột với cả nhà, trong cái keo nhỏ nhỏ đó. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ trộn nguyên vật liệu lại để làm một cái hỗn hợp để ướp cá nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lại với nhau. Đây là tỏi, gừng, muối, tiêu, bột ngọt, đường, đây mình có nước mắm, rồi đây mình có ớt bột luôn. Đó. Mình sẽ trộn cái này lên thành một cái hỗn hợp. Đó, mình sẽ chà lên trên cá đó. Rồi đây nữa nha cả nhà. Đó, đây là có sả với ớt với tỏi ha. Đây, mình sẽ trộn lại. Rồi giờ mình sẽ đem găng tay vô mình ướp cá cả nhà. Khô thì nó phải hơi mặn mặn chút nha cả nhà. Còn nếu mà ai không thích mặn thì có thể ướp lại theo cái gia vị của gia đình mình ha. Đây, đây là cái chén gia vị ha. Mình cứ cầm như vậy mình chà. Không phải cầm trên tay cho nó dễ cả nhà.
Đây được một miếng ha cả nhà ha. Miếng này bị trắng luôn. Cái này xả mình xay nó nhuyễn nhiều nè, cho nên nó dính vô cá nhuyễn nhuyễn. Mình thích có mùi xả cả nhà. Nhìn nó ngon mà thơm nữa. Mình cứ như vậy mà chà lên thôi. Rồi xong rồi chút nữa thì mình sẽ đem đi sấy đó cả nhà. Đó. Mình cứ làm mình thích nhiều tiêu, nhiều ớt cả nhà. Nó ngon. Mình làm khô này chắc có hai vợ chồng ăn thôi chứ mấy nhỏ nó đâu có biết ăn khô. Này mình để đỡ thôi nha cả nhà, chứ không phải là để luôn nha. Tại một hồi sấy mình phải để lên trên cái dĩ á cả nhà, chứ không phải sấy trên cái mâm này được. Sấy trên cái dĩ thưa thưa đó. Này mình chà cá, cho mình ướp cá cho nên mình để đỡ trên đây thôi. Rồi chút xíu khi mà mình sấy á, mình phải dời nó lại. Chứ cái mâm này mình không có sấy được. Mình sấy như vậy là cái khô nó không có khô, tại vì cái này nó không có hút nước. Mình phải để lên cái miếng kia để cho nó hút nước. Cái con cá này mình không biết tiếng Việt nó kêu là con cá gì ha. Để mình làm khô ăn thử coi nó ngon không. Lâu rồi không có mua khô Việt Nam á cả nhà. Lúc trước thì cũng có mua khô cá lóc. Ta đem Việt Nam qua bán đó cũng 30 đồng một ký. Mình phải tốn cước phí từ Paris gửi về nhà mình nữa. Đó. Nói chung là tốn cước phí mấy trận. Tốn tiền thì cũng mắc, nhưng mà khi thèm thì cũng ăn cả nhà. Bây giờ mới nhớ lại cái vụ khô này, mình mới lên mạng mình học nè. Mình học để mình tự làm. Nếu mà mình tự làm ăn được ok thì mình làm, không cần phải mua Việt Nam nữa. Đó. Tại vì ở đây cá nó cũng hạ hoài à cả nhà. Đó. Cho nên là những lúc mà nó hạ gì nè thì mình mua gì mình làm. Này mình mới lần đầu tiên nha cả nhà, mình thử trước nha, thử nghiệm. Nó ngon rồi mình mới đi cuối tuần mới đi mua thêm về làm nữa. Tại vì cái này nó hạ hôm nay cho tới cuối tuần đó cả nhà. Nó hạ tới thứ bảy, thứ ba tới thứ bảy, hôm nay là thứ ba. Nó hạ thứ ba tới thứ bảy để mình thử một cái, rồi nếu nó ngon thì bắt đầu mình mới mua về mình làm tiếp. Đó. Mình thì nhìn chắc này thấy ngon đó, để sấy lại cho nó ra làm sao. Rồi, cá mình nãy giờ mình ướp xong hết rồi, mình để tay mình sát gia vị lên xong hết nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mình sẽ để đây cho nó thấm gia vị ít nhất cũng 30 phút, 1 tiếng mình mới đem đi sấy nha. Giờ chắc này là 5 giờ rưỡi, mình sẽ để đây chắc khoảng 6 giờ rưỡi mình sẽ cho vô lò mình sấy. Mình để đây nha cả nhà. Chút xíu quay trở lại. Giờ mình sẽ chuẩn bị cho cá vô để mình sấy nha cả nhà. Mình sấy mình thay thế cho phơi nắng á, thay Việt Nam mình phơi nắng. Bây giờ ở đây mình không có nắng, bây giờ mình đã sắp sửa vô mùa đông rồi, mùa thu rồi, lạnh này cả nhà, không có nắng nữa. Cho nên bây giờ mình sẽ sấy trong lò. Đó, bây giờ mình sẽ mở lò 100 độ. 100 độ có quạt ha, mình sẽ dặn 3 tiếng mấy gần 4 tiếng nè. Đó. Bây giờ mình cái khô của mình nó 4 kg thì nó ra được 2 mâm. Mà đáng lẽ nếu mà để một mâm sắt như vậy nè thì sẽ tốt hơn, mà bây giờ mình muốn tiết kiệm thời gian mình để 2 mâm một lượt luôn nha cả nhà. Cái dưới này thì mình lót cái giấy này. Đó, tiết kiệm thời gian để hai cái một lượt luôn. Chút xíu. Rồi. Đó. Như vậy là được. Cửa nó hí như vậy đó, mình nhét cái chim mấy khăn cho nó hí. Đây nè cả nhà, khô cá sau khi mà mình làm theo giống như mình học trên mạng á, người ta chỉ là 60 độ nha. Mình làm xong là mình thấy nó không có vàng, nó dí nó mềm nữa, nó không có cứng nha cả nhà. Đó, thì mình thấy như vậy không được. Không nhìn nó không ngon, cho nên giờ mình mới làm lại thêm, mình tăng nhiệt độ thêm. Đây bên đây là mình làm lại 95 độ đó, 95 độ mình thêm nửa tiếng nữa nè.
Đó. Thì bây giờ mình mới thấy cái này nó mới vàng lại, nó mới cứng cái khô lại nè cả nhà. Đó. Nè, cho cả nhà coi miếng khô ha. Này. Đó. Nó như vậy, cái bề kia của nó là như vậy. Đó. Thì bây giờ cái này là mình chỉ chiên lên thôi. Đó. Chiều nay mình chiên cơm nha cả nhà. Đó, mình đây. Mình thử cái miếng cá này cho cả nhà coi đó. Nó phải khô lại vàng lại như vậy ha. Còn bên đây thì 60 độ này nó mềm quá, nó trắng quá, nó nhìn nó không ngon. Rồi bây giờ mình sẽ mở lò, mình làm tiếp cái này lại nè cả nhà. Khô mình sấy xong hết đây nè cả nhà. Mình thích nó phải vàng mà nó phải khô như vậy đó. Hồi nãy lúc đầu ở kia 60 độ nó trắng quá ha cả nhà ha. Rồi bây giờ chiều mình sẽ chiên. Chiều mình chiên ăn cơm nha cả nhà. Rồi khô mới vừa chiên xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ nhà mình chuẩn bị ăn cơm chiều nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của nhà Family Elina. Nếu thích thì cho xin một đăng ký kênh, chia sẻ. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, bình an.